Những thành tựu được biểu hiện khi trì chú lăng nghiêm. 1. Vượt qua những chướng ngại sau một thời gian hành trì, sẽ thấy được tác dụng của chú lăng nghiêm biểu hiện trong cuộc sống. Đầu tiên là đầu bị nhức đầu hoặc đau nhức các chi, các phần trên cơ thể. 2. Nếu đầu bị nhức mà nhức ở chính giữa đầu, không phải hết hoàn toàn đầu, thì có nghĩa là nghiệp ngu si, mê muội đang được tiêu trừ. Học thuộc được chú lăng nghiêm thì sau này cái gì cũng có thể học thuộc lòng được. Nhức đầu thường do cơ thể phản ứng, lý do rất đơn giản. Bản thân chú lăng nghiêm có một tần số rất cao, nên khi người học mới ban đầu hành trì sẽ có một khoảng thời gian chuyển đổi để thích nghi với tần số đó. Việc nhức đầu là một trong những biểu hiện của việc nghiệp tiêu trừ. 3. Nghiên cứu của các tiến sĩ, bác sĩ Nhật Bổn cho hay, nếu buổi sáng bạn đọc thật nhanh và lớn các chữ, thì điều đó sẽ tác động đến đại não, các tế bào não, các vùng não. Nếu thường thức dậy buổi sáng và công phu sáng với chú lăng nghiêm, niệm thật nhanh và lớn, chú ý coi chừng đau cổ, thì một thời gian các tế bào não sẽ phát triển tốt. 4. Nếu nhức đầu bên phải, chỉ có phần bên phải chứ không phải toàn bộ đầu hay đỉnh đầu, thì có thể là chúng sanh trong cõi vô hình tác động để xin theo mình tu học. Cũng có thể oan gia trái chủ đến để mong được hồi hướng, hoặc cũng có thể là ông bà cha mẹ đã quá vãng nhiều kiếp đến mong giúp đỡ. Nếu bị nhức đầu phần bên phải, hãy cầu nguyện hồi hướng công đức cho những ai theo mình, hay cho cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ, nguyện xin các vị sẽ được siêu thoát. Cầu nguyện về hành trì mà thấy hết nhức đầu thì biết rằng đó chính xác là do cõi vô minh tác động. 5. Trì chú lăng nghiêm sẽ cầu gì được nấy. Nếu bạn muốn nhà sẽ có nhà, muốn xe sẽ có xe, muốn có người yêu có người yêu, nên hãy bớt ham muốn, bởi muốn gì được đó tức là tiêu xài phước báo. Chỉ có một mong muốn duy nhất là thành Phật để độ chúng sanh. Khi phát nguyện như vậy mà hành trì thì tự nhiên những ước muốn nhỏ khác được thành tựu bổ sung cho ước muốn lớn của mình. Hãy luôn nhớ, dù giàu có tiền, cũng là để giúp đỡ chúng sanh. 6. Khi hành trì chú lăng nghiêm có thành tựu, nếu mình giận ai một chút là họ sẽ bị ảnh hưởng bởi niệm lực của mình mà bức rất khó chịu. Nếu niệm lực mình lớn thì khi mình giận ai đó, có thể họ bị các hộ pháp của mình đánh đến ê mình ê mẩy, hoặc có thể người mình giận sẽ gặp tai nạn. Thế nên trì chú lăng nghiêm cũng hãy niệm kim thêm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đặng chuyển hóa lòng sân, hóa ra từ bi yêu thương, có như vậy mới có lợi ích. Hãy hết sức chú ý điều này, mật chú như dao hai lưỡi. Khi bạn thành tựu rồi thì bạn dùng sao cũng được. Các vị kim cang hộ pháp không có thiện ác mà họ thường theo hộ vệ bạn, nên bạn nghĩ sao họ làm vậy. Kinh nghiệm bản thân Lam, khi mà Lam tức giận ai đó, khó chịu ai đó thì họ rất mệt mỏi. Thậm chí đó là những người có tu hành mà còn bị ảnh hưởng nặng. Huống chi đối với người không có tu hành, chỉ cần mình tức họ một chút là họ có thể bị tai nạn ngay. Công phu này mạnh đến nỗi có thể đi theo bạn đến kiếp sau. Dù kiếp sau bạn chưa biết gì về Phật Pháp, cũng không có tu học gì, nhưng bạn khởi tâm đều tác động đến người khác mạnh mẽ. Nên tu học chú lăng nghiêm thì phải từ bi, vô cùng từ bi. 7. Nếu có lỡ gây lỗi lầm, phạm giới, lại còn phóng những ý niệm tiêu cực đến những người có công phu tu trì, thì thường bạn sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Nên hãy sám hối và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thật nhiều thì sẽ hết. 8. Hiện tại giảng giải từng câu chú lăng nghiêm chỉ có Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, và Ngài cũng nói Ngài giải thích như vậy cũng chỉ là một trong muôn một nghĩa về diệu dụng của chú lăng nghiêm. Thế mới biết chú lăng nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn như thế nào. Chỉ cần niệm chú lăng nghiêm thì người đã phóng quang vô lượng,
chữ chưa nói gì đến việc tu hành, thành tựu đắc pháp. 9. Trì chú Lăng Nghiêm theo Đông Mật hay cụ thể ở Việt Nam vốn là không thông qua quán đảnh mà vẫn đạt diệu dụng vô cùng, nên bạn tự mình có thể hành trì chú Lăng Nghiêm mà không cần ai quán đảnh, vì các câu chữ trong chú Lăng Nghiêm ở đệ nhất là cầu xin quán đảnh ở trong đó. Tuy nhiên, nếu bạn được một bậc thầy chuyên trì chú Lăng Nghiêm cho phép hay hướng dẫn bạn niệm, thì bạn sẽ được cộng hưởng năng lượng mạnh mẽ và mau thành tựu hơn. 10. Thực tế, hiện tại các chùa đã bỏ đi phần công phu sáng có chú Lăng Nghiêm rất nhiều, chỉ còn một số ít chùa theo truyền thống xưa cũ là còn giữ. Chú Lăng Nghiêm vốn cần thiết với tất cả mọi người, dù tu theo tông phái nào, của Đại Thừa hay Kim Cương Thừa. Tu Tịnh Tông, nếu có trì chú Lăng Nghiêm, sẽ có thêm gia lực rất mạnh để bảo hộ về cõi cực lạc. Trong đệ nhất của chú Lăng Nghiêm có câu quy mạng lễ A-di-đà Phật, nên tu chú Lăng Nghiêm chẳng có chống trái với tịnh độ. Nhưng một số chùa hiện tại theo phong cách của Tịnh Tông học hội bỏ đi chú Lăng Nghiêm buổi sáng, thật sự rất đáng tiếc. Người tu thiền càng nên trì chú Lăng Nghiêm, vì tu thiền mà không có chú Lăng Nghiêm thì dễ lạc vào ma cảnh, dễ bị ma nhập. Thường thì hiện tại do tu soàn soàn nên chẳng còn ma nào thèm ngó đến mình đâu. 11. Kinh Lăng Nghiêm được nói là bởi có chú Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, phần viên thông của Đại Thế Chí Bồ Tát chính là niệm Phật, của Quán Thế Âm Bồ Tát là nhĩ căn. Hai vị này đều ở cực lạc thế giới bên cạnh Phật A Di Đà. Thử hỏi, Kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm như vậy thì làm sao chống đối với Phật A Di Đà hay pháp môn tịnh độ? Đừng nói là tu nhiều không chuyên nhất, bạn chỉ cần mỗi ngày niệm một biến chú Lăng Nghiêm, thời gian còn lại chuyên niệm Phật trong ngày, thì làm sao mà không chuyên nhất?